Khoảng 7 giờ tối ngày 29 tháng 12 năm 2003, tại khu chung cư ở Cheoryeong, Songbagu, Seoul, đứng trước một căn nhà trên tầng 7, một người đàn ông khoảng 30 tuổi liên tục bấm chuông cửa. Vì không có ai bên trong nhà nên anh thử gõ cửa mạnh, nhưng vẫn vậy. Người đàn ông này tên là Na, 34 tuổi, chủ của căn hộ này. Ngay cả khi anh ta gọi cho vợ mình thì vợ anh cũng không trả lời. Anh Na nản lòng, không thể làm được gì. Và lúc này, anh nghĩ đến cô Ly, một người bạn từng học cùng cấp 3 với vợ. Nên anh đã lập tức gọi điện thoại cho cô ấy. Anna hả? Bây giờ anh đang ở đâu? Có chuyện gì vậy? Tôi đang ở trước nhà, nhưng bấm chuông cửa một hồi lâu thì vẫn không có âm thanh nào từ bên trong cả. Tôi sẽ đến đó ngay. Cô Ly hối hả chạy đến, tự hỏi liệu có chuyện gì hay không. Cô bạn này biết vợ Anna là cô Park, thường để chìa khóa bên cửa sổ trong một căn phòng nhỏ. Cửa sổ của nó hướng thẳng ra hành lang. Khi đến nơi nói chuyện với Anna, thì cô nhận thấy cánh cửa sổ đó của căn phòng nhỏ không khóa. Cô Ly nói, nhìn kìa, cửa sổ mở rồi, anh thử đưa tay vào và tìm xem. Anna đưa tay vào nơi cô Ly nhắc đến và lấy được chiếc túi xách của vợ ra. Đúng như cô bạn thân của vợ đã nói, bên trong là chiếc chìa khóa nhà mà vợ anh luôn mang theo. Ngay lập tức, anh mở cửa, bước vào nhà kiểm tra. Cảm giác trong nhà có phần nào đó lạnh lẽo và im ắng. Khoảnh khắc Anna bật đèn phòng khách lên, một cảnh tượng tàn khốc đến khó tin hiện ra trước mặt. Vợ anh, cô Park, đang nằm dưới sàn với một chiếc khăn che đầu và một sợi dây thòng lọng màu cam buộc quanh cổ. Sợi dây phơi quần áo đó được treo trên phía cánh cửa ở giữa phòng khách và căn phòng nhỏ. Bên cạnh cô vợ Park là cô con gái đúng 10 tháng tuổi của anh, nằm chết với một chiếc túi nhựa che trên mặt. Khi bước vào căn phòng nhỏ, đập ngay vào mắt là đứa con trai mới 3 tuổi đã tử vong với một tấm vải quấn quanh cổ. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra trong căn hộ này? Kẻ nào đã tàn nhẫn sát hại cả một gia đình nhỏ? Đây là một trong những vụ án ly kỳ bậc nhất tại Hàn Quốc và cho đến ngày nay vẫn luôn được bàn luận sôi nổi. Mọi tình tiết của vụ án này sẽ được bắt đầu ngay sau đây. Trong căn hộ nhỏ này là một hiện trường tang thương nhất của chính người thân cuối cùng còn lại trong gia đình. Đó là Anna, chồng của cô Park. Bên trong căn phòng nhỏ có cửa sổ đối diện hành lang, quần áo và khăn tắm vương vãi khắp thi thể của các con. Chưa kịp hoàng hồn, Anna run rẩy nhanh chóng trình báo sự việc với cảnh sát. Ngay sau đó, các thành viên khác trong gia đình cũng đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin sốc này. Chẳng bao lâu sau, khung cảnh đã trở thành biển nước mắt. Cảnh sát quận Songbagu đã có mặt tại hiện trường để điều tra về vụ việc này. Theo như điều tra ban đầu về cái chết của cả ba mẹ con, họ tin rằng đây là một vụ tự kép, vì cô Park, người đã tử vong trong tư thế treo cổ, không có dấu hiệu phản kháng. Bên trong nhà không có bất kỳ dấu hiệu xô xát hay đồ đạc bị hư hỏng nào, và tất cả các cửa ra vào căn hộ này đều bị khóa. Vậy có nghĩa là như thế nào? Cấu trúc của căn hộ nhỏ này như sau. Bước vào cửa nhà là khu bếp, phía sau khu bếp là phòng khách, đối diện khu bếp là căn phòng nhỏ, khu vực phát hiện cả ba thi thể nạn nhân đều ở đây. Đây là một căn hộ đơn giản, hai phòng và một ban công rộng. Các cửa sổ đều được đóng kín, song sắt cửa sổ và ban công an ninh đều còn nguyên vẹn. Do căn hộ nằm trên tầng 7 của một khu chung cư, nên xác định việc xâm nhập từ bên ngoài là gần như không thể. Không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu xâm nhập từ bên ngoài nào, thậm chí còn không có dấu vân tay hay dấu chân của người ngoài. Chìa khóa chính lại được tìm thấy ở bên trong nhà. Khám nghiệm tử thi cho thấy rằng, trên cơ thể của cô Park không hề có một dấu vết phản kháng nào. Nếu có ai đó buộc dây phơi quần áo quanh cổ,
thì lẽ ra cô Park không còn cách nào khác ngoài việc kháng cự theo bản năng và cố gắng nới lỏng sợi dây xung quanh cổ một cách quyết liệt. Trong trường hợp này thì lẽ ra dấu vết phản kháng lại chắc chắn vẫn còn nằm trên tay và cổ, nhưng cả hai lại hoàn toàn sạch sẽ. Bên trong lòng bàn tay phải của cô Park có một miếng dán nhỏ khoảng 1,5cm như được nắm chặt. Ngoài ra, bên trong miếng dán đó cũng không để lại manh mối nào. Thi thể của cậu con trai và cô con gái được nhận định đã tử vong do ngạt thở. Nhưng bên cạnh đó, họ còn ghi nhận có dấu vết bị giẫm đạp lên thi thể của cả hai đứa trẻ. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như người vợ Park này đã giết con trai và con gái của mình rồi tự vong. Nhưng tuy nhiên, có điều gì đó chưa đủ rõ ràng ở đây để đưa ra kết luận này. Cảnh sát bắt đầu điều tra các trường hợp khác mà không thể loại trừ khả năng giết người trong vụ việc này. Đầu tiên, họ ngay lập tức tiến hành lấy lời khai các nhân chứng có liên quan vào ngày xảy ra vụ việc. Vì không có nghi phạm cụ thể, nên họ chỉ còn cách khai thác các bằng chứng ngoại phạm của những người thân thiết với nạn nhân để xác nhận. Người đầu tiên khiến các điều tra viên nghi ngờ nhất đó chính là chồng của cô Park, Anna. Nhưng anh ta có bằng chứng ngoại phạm rất chắc chắn. Mọi nghi ngờ về người chồng này nhanh chóng bị xua tan. Tiếp theo đến lượt cô Ly, người thường xuyên đến thăm nhà của cô Park nhất. Mặc dù cô Ly này cũng không có gì đặc biệt để nghi ngờ, nhưng cũng không thể ngoại lệ khi cô là một trong hai người có tiếp xúc nhiều nhất với cô Park đã tử vong cho đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, cô ta cũng đã bình tĩnh và nói ra những điều cần nói theo như yêu cầu của các cảnh sát. Ngoài ra, cũng không có một bước đột phá nào ngay lúc này. Nếu không tìm ra bằng chứng thuyết phục, vụ án này sẽ được kết luận là một vụ tự kép. Không lẽ cô Park đã thẳng tay hạ sát cả hai đứa con của mình rồi tự kết liễu bản thân vì không một lý do nào? Liệu đây có thật sự là một vụ tự kép hay không? Điều tra viên bắt đầu đi sâu vào tình hình của gia đình Anna. Cô Park này không hề mắc bất kỳ bệnh tâm thần nào như trầm cảm, và mối quan hệ hôn nhân của cô bình thường vẫn rất suôn sẻ. Cách những đứa trẻ bị sát hại dã man đến mức không ai có thể tin được là chính người mẹ của chúng đã làm điều đó. Đứa trẻ nhỏ nhất bị bịt túi ni lông và trên thi thể của cả hai đứa trẻ đều ghi nhận có vết giẫm đạp. Nếu là người mẹ giết con rồi tự thì trong trường hợp này lẽ ra phải có một chút cẩn thận hoặc có hành động nhẹ nhàng hơn với con ruột của mình, nhất là khi cả hai đứa đều còn quá nhỏ. Còn một điều kỳ lạ ở đây là họ không tìm thấy bất kỳ di chúc nào để lại từ cô Park. Quá kỳ lạ. Rõ ràng khi tự thường họ sẽ nhắn nhủ hoặc để lại di chúc hay gì đó. Trường hợp này còn có cả hai đứa con nhỏ tuổi đều bị sát hại, nhưng người mẹ lại chẳng hề để lại một lời nhắn nào. Thật sự có gì đó không hợp lý ở đây. Vấn đề họ lo ngại rằng vụ việc này có thể rơi vào mê cung không thể giải quyết được, mặc dù có rất nhiều chi tiết không đúng. Cảnh sát đã điều tra kỹ hơn và xác định xem liệu đã có ai ra vào nhà cô Park vào đúng ngày xảy ra vụ việc hay không. Với sự hợp tác của nhân viên quản lý chung cư, camera lắp đặt trong thang máy vẫn còn bảo mật và được mang ra phân tích. Quá trình điều tra bắt đầu dần dần có tiến triển kể từ khi thời điểm thi thể được phát hiện. Họ ghi nhận khoảng 3 giờ chiều ngày 29, có một người phụ nữ mặc áo khoác trắng ra khỏi tầng 7. Các thám tử chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay người phụ nữ này, đó chính là cô Ly, người bạn học cùng cấp 3 của cô Park và cũng là người đã ở cùng với Anna, chồng của nạn nhân, khi thi thể được phát hiện. Cảnh sát ngay lập tức gọi cô Ly quay lại để tiến hành yêu cầu hợp tác điều tra. Họ tiếp tục đặt ra những câu hỏi buộc cô ta phải trả lời. Vài đồng nghiệp khác cũng đang chăm chú đánh máy và ghi chép. Đúng lúc này, một cảnh tượng đáng ngờ lọt vào mắt của một điều tra viên đang làm việc ở đó. Hành động kỳ lạ của cô Ly ngay lập tức lọt vào mắt xanh của một thám tử. Cô ta liên tục rút tay phải của mình vào ống tay áo như cố tình che mu bàn tay lại. Đó là một hành động có thể bỏ qua mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhưng trực giác của thám tử mách bảo anh rằng có điều gì đó ở đây. Để ý kỹ hơn thì mặc dù ngoài trời đang là mùa đông và nhiệt độ bên trong phòng vẫn ấm áp, nhưng cô ấy vẫn giấu tay của mình vào trong ống tay áo.
điều tra viên thấy kỳ lạ và đã yêu cầu cô Ly này đưa tay ra. Có lẽ cô ta tưởng mình bị nghi ngờ nên lúng túng, vội vã rút cả hai bàn tay ra khỏi tay áo. Họ quan sát và thấy rõ trên mu bàn tay phải của cô Ly có một vết hằn đỏ như bị một sợi dây nào đó siết chặt. Ngoài ra, ngón trỏ bên tay trái cũng có một vết hằn tương tự. Cuộc thẩm vấn của các điều tra viên lúc này mới thực sự bắt đầu. Họ hỏi tại sao cô lại đến nhà cô Park vào ngày xảy ra vụ việc, và những vết hằn trên mu bàn tay này của cô tại sao lại có nó. Câu trả lời của cô Ly này là: vết hằn đó là khi tôi sửa phòng tắm ở nhà cô Park. Với lời khai không rõ ràng như thế này khiến các cảnh sát lập tức đào sâu vào những sơ hở. Chẳng hạn như họ hỏi phòng tắm được sửa chữa ở đâu và như thế nào. Và trong một khoảnh khắc do dự của cô bạn thân này, họ đã thẳng thừng hỏi: không phải cô đã giết cô Park hay sao? Giọng nói của cô bạn thân run run với nốt cao độ chênh lệch rõ rệt. Không thể chống tội được nữa, cô ta đã sớm thú nhận tội ác của mình với cảnh sát và nói rằng chính tôi đã giết cô ta. Cảnh sát ngay lập tức bắt giữ Ly và khám xét, tịch thu chiếc xe, căn phòng nơi cô ta đang sinh sống để tìm bằng chứng. Tại căn phòng nhỏ này, họ đã tìm thấy một cuốn nhật ký chứa đựng toàn bộ kế hoạch phạm tội. Tất cả mọi thứ đều được viết ở đây, bao gồm bản vẽ, phương pháp, công cụ phạm tội. Một kế hoạch gần như hoàn hảo nhất, khiến người trong cuộc khó mà tin được. Cô Ly, một người bạn thân thời cấp 3, đã chuẩn bị tỉ mỉ và kỹ lưỡng từ lâu để giết bạn của mình là cô Park. Tại căn nhà nhỏ của Ly, họ còn tìm thấy những chai nhựa cắt sẵn dùng để làm công cụ gây án cũng đã được thu giữ. Đây là một bản kế hoạch khiến các điều tra viên vào thời điểm đó cũng phải bối rối, khi họ gần như tin rằng đây hoàn toàn không thể là một vụ giết người. Chúng ta sẽ nói về kế hoạch hoàn hảo này sau. Câu hỏi phát sinh ra ngay lúc này là tại sao cô Ly lại sát hại dã man người bạn thân thời cấp 3 và cả hai đứa con còn rất nhỏ tuổi của cô Park. Ly và Park gặp nhau vào 2 năm trước, năm 2001, trên một cuộc gặp gỡ trực tuyến cựu sinh viên nổi tiếng vào thời điểm đó. Cả hai người là đôi bạn thân thiết từ thời trung học, và kể từ khi gặp lại thì họ liên lạc với nhau thường xuyên hơn. Dạo gần đây, cô Ly còn đến thăm nhà Park 2-3 lần trong một tuần và trở nên thân thiết hơn như một gia đình. Các con của cô Park cũng nghe lời cô Ly này và gọi cô là dì. Nhìn bề ngoài thì không có gì bất thường giữa đôi bạn thân này, nhưng bên trong suy nghĩ của Ly thì lại hoàn toàn khác. Mỗi lần khi ra vào nhà cô Park, một phần trong lòng Ly lại dâng lên sự khó chịu. Đó là sự so sánh quá nhiều với con người hiện tại của cô ta. Vì thời còn đi học, Ly cho rằng mình hơn cô Park về mọi mặt. Nhìn thấy cô Park sống hạnh phúc bên người chồng chu đáo và hai con, Ly so sánh người bạn thân với chính mình. Một người đã ngoài 30, chưa lấy được chồng, lại còn sống một mình trong căn phòng riêng. Sự ghen ghét, đố kỵ nảy mầm trong lòng người phụ nữ này ngày càng lớn dần. Cuối cùng, cô Park, người bạn thân nhất từ thời cấp 3, lại trở thành đối tượng bị Ly căm ghét nhất. Cô ta cũng đã nảy sinh mặc cảm, tự ti, cảm giác như bị cô Park phớt lờ, mặc dù gia đình nhà Park đối xử với cô ta rất tốt. Ngoài ra, cô Ly này còn có tình cảm với chồng của cô Park, thậm chí còn nhắn tin nói người như cô lấy chồng quá sớm. Trong nhật ký của Ly còn có ghi chú: sau khi tôi chết, tôi sẽ để lại tài sản cho Anna. Cô ta khai với cảnh sát rằng: tôi ghen tị với cuộc sống hạnh phúc của bạn tôi và cảm thấy mình bị bỏ rơi. Tôi cảm thấy như bị phớt lờ khi đến nhà nó. Tôi tức giận vì bố mẹ chồng nó nói xấu tôi. Vì vậy, người phụ nữ này quyết định chà đạp lên hạnh phúc của cô Park sau bao ngày chịu đựng. Nhưng nếu chỉ là ganh ghét cô bạn thân của mình thì không có cớ gì để thẳng tay hạ sát cả hai đứa con còn rất nhỏ tuổi của cô Park. Trên thi thể của cả hai đứa trẻ có vết giẫm đạp dã man. Điều này thể hiện được gì? Có vẻ như vẫn còn một động cơ bí mật khác. Người phụ nữ này còn muốn nhiều hơn ngoài cái chết của cô bạn thân mình. Vì vậy,
Ly đã lên kế hoạch từ rất lâu và rình rập mọi cơ hội cho đến ngày hôm nay. Trước khi xảy ra vụ việc, cô ta đã 4 lần đến nhà Park với ý định phạm tội, nhưng đã đổi ý trước đó. Cô ta thể hiện sự kỹ lưỡng trong việc xem xét tình hình và hoãn lại kế hoạch nếu cảm nhận được rủi ro dù là nhỏ nhất. Kế hoạch này đã được lên từ khoảng 3 đến 6 tháng và cuối cùng cũng đã đến ngày xảy ra vụ việc. Vào trưa ngày 29 tháng 12, Ly ghé qua căn hộ của cô Park và nói rằng cho cô ta vay 1,5 triệu won tiền mặt. Mục đích của việc vay mượn tiền thực ra chỉ để người phụ nữ này kiểm tra tình hình bên trong gia đình Park, sau đó trở về lại căn hộ vào khoảng 3 giờ trưa. Lúc này, cô ta đã chuẩn bị đầy đủ để thực hiện tội ác tinh vi của mình. Cô đã chuẩn bị một vở kịch tình huống để tránh sự nghi ngờ của cô Park và hướng vụ giết người này trở thành một vụ tự kép hoàn hảo. Vào 5 giờ chiều, khi Ly đến thăm nhà lần nữa, cô Park đang xem tivi ở phòng ngủ chính cùng các con. Ly bàn chuyện với đứa con trai 3 tuổi. Chúng ta hãy cùng nhau làm một tiết mục thật bất ngờ nhé. Khó có thể tin được là làm thế nào để người phụ nữ này có thể dụ được bản thân của mình luồn dây vào và siết cổ cô ấy. Đầu tiên, Ly đeo găng tay bằng vải lông, tăng âm lượng của chiếc tivi to hơn và dụ đứa con trai lớn vào căn phòng nhỏ. Cô ta đóng cửa lại và bảo cô Park cùng con gái xem tivi cho đến khi chuẩn bị xong. Sau đó, cô ta mang theo 2 chiếc khăn tắm trong phòng tắm và một chiếc túi mua sắm, bên trong đó có nhiều túi nhựa. Lúc này, ở bên trong căn phòng nhỏ, cậu con trai cả đang ngồi với vẻ mặt ngây thơ, hào hứng cho những trò chơi sắp tới. Tiếp theo, cô ta dụ đứa trẻ nằm xuống và cuộn người cậu con trai trong một chiếc khăn, vừa đánh lạc hướng sự cảnh giác của cậu, đồng thời cố định cả tứ chi. Ngay lập tức, ả ta nhét khăn vào miệng cậu con trai cả đang vùng vẫy trong sự sợ hãi. Sau đó, dùng một cái túi nhựa chùm lên mặt đứa con trai 3 tuổi và quấn vải quanh cổ, rồi dùng hết sức để siết cổ cậu. Thậm chí, ả đàn bà tàn ác này còn dùng chân trái của mình giẫm lên cổ đứa trẻ. Một lúc sau, cậu bé đã không thể qua khỏi. Ả ta kéo đứa con trai nhét vào tủ gần đó, rồi đóng cửa lại. Ly bước ra phòng khách và nói: "Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhưng hãy để thêm một lát nữa." Lúc này bên trong đó, cô ta đã luồn một chiếc thòng lọng màu cam làm bằng dây phơi quần áo lên trên khe hở trên cửa của căn phòng nhỏ. Dây còn lại thì được buộc vào kệ tủ trong phòng để giữ cố định. Sau đó, ả ta mở cửa phòng nhỏ, mang vào trong một cái ghế để lắp miếng chai nhựa trên khe cửa. Khi này, ở trên cánh cửa của căn phòng nhỏ được sử dụng làm đòn bẩy, đã phủ một lớp chai nhựa bên dưới sợi dây để tạo thêm đà và hạn chế để lại dấu vết khi kéo. Một đòn bẩy đã được ả ta chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức đáng sợ. Khi tất cả các bước đã xong, Ly đeo găng tay cao su và bảo cô Park chùm một chiếc khăn lên đầu. Ả nói rằng đây là đạo cụ cần thiết. Sau đó, dẫn cô Park đến trước cửa, mặc cho chiếc thòng lọng đang được treo ở đó. Park lúc này không thể nhìn thấy điều gì trước mắt. Chiếc thòng lọng nhanh chóng được quàng lên đầu cô, trong khi tay cô vẫn còn đang bới đứa bé gái 10 tháng tuổi. Ly quay vào trong căn phòng nhỏ, đứng lên trên ghế, dùng cả hai tay nắm lấy sợi dây và dùng hết sức để kéo thật mạnh xuống. Ngay sau đó, một tiếng két vang lên. Chiếc ghế bên trong căn phòng ngã xuống. Park vốn đang chờ đợi một màn trình diễn bất ngờ từ đứa con trai lớn của mình. Nhưng thật ra, cậu đã chết chỉ cách vài phút mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra và không có một cơ hội nào để phản kháng. Đứa bé gái 10 tháng tuổi trên tay mẹ lập tức ngã xuống. Hai người phụ nữ từng là đôi bạn thân của nhau. Giờ đây, sự sống và cái chết chỉ cách nhau bằng một cánh cửa ở giữa. Cuối cùng, người phụ nữ tàn nhẫn này đã thẳng tay sát hại đứa bé gái dễ dàng như cách ả ta đã giết cậu con trai. Cô bé ngạt thở đến chết trong gang tấc. Cảnh tượng dã man khiến bất kỳ ai nghe xong cũng phải đau xót tột cùng cho cả ba mẹ con. Không thể tin được thủ đoạn ra tay này
lại thuộc về thứ gọi là con người. Gây án xong, Ly dọn dẹp khắp nhà để phòng không còn dấu vết. Sau đó, cô ta đi ra ngoài, khóa cửa trước bằng chìa khóa nhà và ném chiếc túi xách có chìa khóa bên trong qua khe cửa sổ của căn phòng nhỏ. Và khi anh Na, người chồng của cô Park gọi điện, khoảng 2 tiếng sau, cô ta vội vã chạy đến căn hộ như không có chuyện gì xảy ra. Tội ác của Ly phức tạp và chi tiết đến mức ngay cả các điều tra viên vào thời điểm đó cũng không thể nói nên lời. Cảnh sát đã điều tra kỹ xung quanh cửa của căn phòng nhỏ và ghi nhận có dấu vết xước ở bên trên khe cửa. Sở dĩ không tìm thấy dấu vết phòng vệ trên thi thể của cô Park là vì lúc đó cô muốn bảo vệ con gái mình. Khi vừa đang ôm con gái bằng một tay và tay kia cào vào tường trong lúc hoảng loạn, nên một mảnh giấy dán tường dài 1,5cm vẫn còn trên tay cô. Nhưng tại sao cái chết đau đớn lại đến với hai đứa trẻ? Động cơ bí mật còn lại của Ly là gì? Trong quá trình điều tra, một sự thật đáng ngạc nhiên đã được tiết lộ. Người chồng Na ban đầu phủ nhận không có quá thân thiết với Ly, nhưng cuối cùng cũng thừa nhận rằng hai người đã có quan hệ tình cảm kể từ đầu tháng 1 năm 2003 và thậm chí cả hai còn đã quan hệ vào thời điểm đó. Có lẽ trong suy nghĩ của Ly đã lầm tưởng rằng cô ta có thể hạnh phúc khi biến Na thành của riêng mình, miễn là cô Park và các con không còn hiện diện trên cõi đời này. Cuối cùng, sự ghen ghét, đố kỵ và ngoại tình chồng chất lên nhau là chất xúc tác tạo nên một vụ án mạng kinh hoàng. Điều tra viên và thám tử theo dấu vụ án lúc đó đã thừa nhận rằng ông chưa từng gặp vụ án nào như thế này trước đây và rất ngạc nhiên trước sự tỉ mỉ của Ly. Ông nói, trong 20 năm làm thám tử, tôi chưa bao giờ gặp phải một vụ giết người trong phòng kín nào khác ngoài vụ này. Cô Ly là một người không thường xuyên đọc hay xem qua các tiểu thuyết trinh thám, nên tôi vẫn thắc mắc là làm thế nào mà cô ta lại nghĩ ra một phương pháp phạm tội khủng khiếp như vậy. Thủ đoạn ra tay chi tiết đến mức thậm chí còn chuẩn bị các vật dụng như chai nhựa để tạo ra một đòn bẩy chết người này. Người trong cuộc lúc đó không ít bày tỏ sự ngạc nhiên đến rùng mình trước kế hoạch giết người một cách tỉ mỉ của Ly. Tuy nhiên, khi nhìn lại vào việc cô ta đã để lại chai nhựa vốn là công cụ gây án ở nhà và bỏ mặc dù cho có lưu vết hằn trên tay, có thể thấy kế hoạch của người phụ nữ này gần như đã hoàn hảo. Nhưng cũng chính vì theo đuổi mục đích một cách điên cuồng như vậy, nên việc dọn dẹp những công cụ gây án quan trọng lại là bằng chứng để cảnh sát vạch trần tội ác này. Kết thúc vụ án, Ly ban đầu bị tuyên án tử hình vào tháng 7 năm 2004. Tuy nhiên, cô ta đã kháng cáo và gửi đơn bày tỏ sự hối hận. Cho đến tháng 3 năm 2005, tòa án đã kết án Ly tù chung thân với lý do là cô ta mắc chứng trầm cảm. Phán quyết này khiến nhiều người phẫn nộ. Ngay sau khi bị bắt, Ly tỏ ra thiếu nhận thức về hành vi của mình. Thay vì thừa nhận sai lầm và chuộc lỗi, thì cô ta lại tỏ ra vô liêm sỉ khi đổ lỗi cho nạn nhân là cô Park. Từ góc độ của gia đình nạn nhân, dù có áp dụng hình phạt tử hình thì cũng không bao giờ là đủ. Trong quá trình điều tra người phụ nữ này, cô ta thường xuyên nói, thế giới này thật bất công. Ly tìm ra sự căng thẳng trong việc so sánh bản thân với bạn của mình một cách vô nghĩa và là nguyên nhân dẫn đến lòng tự trọng thấp. Sự bất hạnh và trầm cảm của mình là do cô Park, người thân thiết nhất với ả ta, và cuối cùng mọi sự căm ghét mù quáng đó là nhắm vào người bạn thân của mình. Cuộc sống này vốn dĩ không công bằng với bất kỳ ai, nhưng nó sẽ là thứ lý do vô lý nhất mà những kẻ có lòng đố kỵ đến mức mù quáng như người phụ nữ này dùng làm cái cớ để thực hiện những tội ác không thể tha thứ. Bạn nghĩ sao về người phụ nữ Ly này? Hãy để lại suy nghĩ của mình ở phần bình luận. Video đến đây đã hết, và bây giờ mình xin gửi lời cảm ơn chân thành
đến những bạn đã donate ủng hộ mình. Đây luôn là nguồn động lực rất lớn để giúp mình phát triển kênh. Và cảm ơn tất cả mọi người. Mình là Duy. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.